town, from London to Taiwan. Rồi, xin chào các bác và anh em nhé. Anh em, chúng em hôm nay là đang ở đường Phạm Văn Đồng, tòa nhà chung cư nhà anh Trần Nguyên. Anh lấy cho mình một bộ dàn karaoke loa DX5C, một đẩy liền vang X22 Pro, một mic dây 321. Anh em, chúng em vừa setup xong. Các bạn có thưởng thức sơ đầm của dàn karaoke nhà anh Nguyên. 5 6 7 5 6 7 8 9 10 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
Đúng rồi, anh chỉ bấm trên thôi. Bấm cái bắt là được. Không, bấm cái này ngay. Doing crazy dreaming.
gọi là linh thần ngoài đã là một con người lạy Chúa con còn nước tuyệt vời vì ra là linh con thiết tha gì an vui cho người đau luyến trẻ thơ yên tâm sạch đèn để mẹ nhìn con hết yêu thương. Sau phải thật lần đầu một hai bây cơ bản anh chỉ cần to nhỏ ba cái này, cái to nhỏ nhạt này, to nhỏ tới đâu thì màn hình nó nhét theo đó. Đây là to nhỏ mic này, và đây là to nhỏ vang nhạy. Vang nhạy thì thường thường 30-35 là đẹp. Đấy. Còn lại là nếu mà trường hợp mà anh muốn chuyển đổi chế độ hát thì em ở đây em cài sẵn cho anh 4 chế độ ở trên này. Thì muốn thay đổi chế độ thì hiện tại đang sáng M3 tức là đang hát chế độ 3. Chế độ 3 là M3 là hay nhất, hay nhất anh hát là hay nhất, và phổ thông nhất. Còn nếu muốn thay đổi chế độ thì cứ ấn nút này, mốt này. Nó nhảy sang chế độ 4, nút mode xe này. Mode là mode call. Thì ấn nhiều lần thì nó sẽ chuyển lần lượt. Rồi. 1, 2, 3. Đấy.